Thưa quý vị, cộng đồng doanh nghiệp đang phải đối mặt với nhiều khó khăn. Trong bối cảnh này, sự cam kết đồng hành, chia sẻ của chính quyền tỉnh đã đem lại động lực, nguồn động viên cho doanh nhân, doanh nghiệp tiếp tục trụ vững trước những thách thức khốc liệt của thị trường. Trong suốt cuộc hành trình đổi mới, dựng xây, phát triển, Tây Ninh đã vươn lên từ một tỉnh thuần nông đã có nền công nghiệp chế biến. Các khu công nghiệp có quy mô lớn thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước. Nhiều dự án đi vào hoạt động đã góp phần cho tăng trưởng kinh tế. Giá trị sản xuất công nghiệp hàng năm chiếm một tỷ trọng lớn trong GRDP. Trong vòng 10 năm trở lại đây, chỉ có 2 năm Tây Ninh thu ngân sách nhà nước sụt giảm so với dự toán. Thời điểm dịch COVID-19 và 9 tháng của năm 2023 này. Dù trong hoàn cảnh nào, đội ngũ doanh nhân luôn có những đóng góp to lớn, quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh trên nhiều phương diện. Nhiều doanh nghiệp doanh nhân đã khẳng định giá trị thương hiệu, đưa sản phẩm vươn tầm ra khu vực và thế giới. Bên cạnh đó, các hoạt động xã hội thiện nguyện đều có dấu ấn của doanh nhân như chương trình xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, học bổng cho học sinh nghèo, chương trình vì cộng đồng, đóng góp xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cấp ủy, chính quyền Tây Ninh luôn khẳng định sự đồng hành và chia sẻ cùng với doanh nghiệp, doanh nhân. Từ đầu năm đến nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã tổ chức gặp gỡ đối thoại cùng doanh nghiệp. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Tây Ninh đã tổ chức hai cuộc kết nối ngân hàng và doanh nghiệp. Không chỉ tại các cuộc đối thoại với doanh nghiệp, mà ngay trong các phiên họp thường kỳ của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh đã luôn nhắc nhở chỉ đạo sở ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố sâu sát và kịp thời nắm bắt các thông tin phản ánh của doanh nghiệp, tháo gỡ những khó khăn, tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp duy trì và phục hồi sản xuất kinh doanh. Vấn đề mà thụ hưởng chính sách, tiếp cận chính sách, triển khai chính sách thì ở đây có các tổ chức tín dụng, ngân hàng làm sao mà triển khai nhanh nhất, sớm nhất để các doanh nghiệp tư nhân thụ hưởng. Những cái nhóm vấn đề mà tôi vừa nêu đó chắc lẽ là chúng ta phải tự nghiên cứu, điều chỉnh, tự soi, tự sửa để hoàn thiện, để hướng tới mục tiêu là hỗ trợ cho doanh nghiệp phát triển. Chúng ta điều mong muốn là doanh nghiệp khỏe mạnh, doanh nghiệp phát triển. Tây Ninh lãnh đạo tỉnh cũng mong muốn điều đó. Bởi lẽ là tỉnh đã xác định doanh nghiệp mà phát triển thì Tây Ninh sẽ phát triển. Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thách thức. Đồng chí Bí thư rồi tôi cũng có đang chỉ đạo là sẽ xây dựng một cái app hoặc là cái trang thông tin dành riêng cho cái việc mà tiếp nhận những ý kiến từ các doanh nghiệp phản hồi. Và những cái ý kiến này sẽ được tiếp thu hàng ngày, thậm chí hàng tuần là để mà báo cáo đến lãnh đạo tỉnh, rồi lãnh đạo tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành để mà chỉ đạo tháo gỡ hướng dẫn. Và hiện nay thì Thủ tướng cũng đã chỉ đạo và tỉnh thì cũng đã thành lập các cái tổ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp do chủ tịch tỉnh làm thủ trưởng, và trong đó thì sẽ có cái phân công các đồng chí phó tịch thành các cái nhóm để mà kịp thời gặp gỡ các cái doanh nghiệp để mà tháo gỡ những cái khó khăn trong hoạt động doanh nghiệp rồi các dự án đầu tư. Cái cuối cùng cho cái sự phát triển chung chứ không phải là cho góp cho cá nhân ai hay ngành lĩnh vực nào. Chúng ta vì cái chung thôi. Doanh nghiệp hoạt động thành công, hiệu quả thì tỉnh Tây Ninh đã phát triển. Đây là cái hai cái nó giao thoa rất rõ ràng. Và các sở ngành không phải là đối tượng của doanh nghiệp mà là phải là đối tác và tất cả cùng nhau đi lên. Như một lời cam kết đồng hành cùng doanh nhân, doanh nghiệp trong mọi thời điểm, cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp Tây Ninh vững tin dồn hết lực để vững vàng vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất, góp sức đưa Tây Ninh đi đến thành công trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.